Cưới nhau còn mãi à, nó đi. Yêu là phải cưới, là cũng dính cũng phải cưới. Tụi mày nghe chưa? Không, yêu nhau là phải cưới nhau. Nó là một người đàn ông tốt, yêu người ta rồi không? Nó thì gặp phụ huynh, kêu phụ huynh qua cưới người ta luôn mới là một người đàn ông tốt. Đừng có yêu người ta. À, người tướng ngồi hơi kỳ. Hello anh em, hello mọi người nhá. Hôm nay stream hơi muộn tại vì mà hôm qua tôi đậm sâu quá xong là mà cái lúc tôi stream xong mới tôi xuống tôi ngủ không được mấy không ạ. Ừ, tôi xuống tôi ngủ đéo được, cứ lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại tại vì thiếu hơi của vợ tôi á. Bình thường ngủ là hai vợ chồng ngủ chung, mà bà xã chân mèo vô Sài Gòn sớm hơn tôi 2 ngày để mà cho thằng boy nó đi chơi, xong rồi Beppo ngủ ngoài đây mình nó. Beppo Sama, trời đất ơi, một cái nhà 7 tầng mở có mình anh em, bà mẹ nó, xong rồi nhà hàng xóm cứ 4-5 giờ sáng, anh em biết là nhà hàng xóm người ta thức dậy để người ta gọi là người ta đánh răng á, mấy không, người ta đánh răng rửa mặt để mà gọi là chào một ngày mới á, xong người ta kình kình đùng đùng. Tôi ở đâu ngay tôi suy nghĩ tôi là mấy cái tiếng gì vậy ta, quá tiếng kỳ dữ vậy mấy, cái gì mà đùng đùng canh 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 qua vậy đó. Xong rồi sáng là mới biết là à, nhà kế bên đó người ta thức người ta đi làm vãi à, thật. Mở đèn cái thông lên đi anh bô ơi á, thôi vậy được rồi, mở tiền đèn quên mong biết tôi tháng này tôi đóng tiền điện bao nhiêu tiền không, vãi cà biều luôn, đéo hiểu sao má. Mùa đông xài tiền điện còn mắc hơn mùa hè nữa. Ờ, mùa đông mà xài tiền điện còn mắc hơn mùa hè, nhưng mà mùa đông năm nay ở ngoài Hà Nội hơi kỳ nha. Mùa đông mà đéo thấy lạnh con mẹ gì hết, lạnh có được 5-6 ngày, xong là hôm nay nè, hôm nay tôi đi chơi thiền nắng bỏ mẹ luôn, kỳ nha. Kỳ vãi à, liền ấy, mùa đông năm nay bị cái đéo gì á. Hôm nay có chơi game không á? Hôm nay chủ nhật chắc là không chơi game. Hôm nay nhìn anh bô mút giúp. Cảm ơn Quỳnh Khoa nha, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Hoài Nam. Cảm ơn em rất nhiều, trời đất ơi. Ông Nicola, ông cứ khen tôi hát hay hoài. Ông bảo là hôm nào qua nhà ông chơi hát cho ông nghe. Ngại chết mẹ luôn. Nó mà ông Nicola là cái ông mà đạo diễn của cái phim mà Ngọc Thanh Tâm đó. Ừ, sắp tới mà chị Ngọc Thanh Tâm mà có đóng, có làm phim mới chắc là tôi cũng xin một vai anh em à. Ờ, tôi cũng xin một vai rồi, diễn viên quần chúng. Sắp tới anh Khoa là đi đóng phim nha, nên là anh Khoa mà có xin nghỉ ngày nào thì tôi bày thông cảm. Bây giờ sắp tới là chuẩn bị anh vào show bịch, mày hiểu không, anh vào show bịch anh là một cương vị mới rồi. Thì sir à, mà đi đóng phim có thứ đâu rồi anh em ha. Anh được lên 60 giây kìa Khoa, đâu solo kill Yasuo no bro rambo. Nà vô đéo có tuổi không. Ủa, lên tại sao lên 60 giây vậy, mà 60 giây là cái gì, 60 giây là 60 giây thật á, mà lên với lại gọi là tích cực hay là cái gì vậy, chết tao rồi tụi bay, thật á, phải cà bìu thật, vụ gì đây, đâu 60 giây đây à. Chia sẻ câu chuyện trên livestream à. Cậu bé khiến người xem rơi nước mắt vì sự hiểu chuyện, sự tích cực vươn lên khó khăn của chính mình. Nhà em nghỉ học rồi, em đi làm rồi. Ôi kìa, sao lại nghỉ học sớm vậy, em mới 2009 thôi mà. Ba với mẹ em đi dạy rồi. Rồi ba em bị tai biến. Tưởng vụ gì? Rồi ba em hết hồn quá cha. Nhắn nghỉ học lo cho em đi học với lo cha. Quay, nhưng mà tôi nói chuyện với thằng bé không có một câu chữ thề luôn. Tụi mày thấy anh Khoa đỉnh chưa? Khi mà đúng người, đúng việc, đúng chuyện, không có một câu chữ thề nào từ anh Khoa cả. Ok chưa? Bà nội em, dạ, em gắn lên Bình Định em cày. Em từ Trà Vinh em làm Sài Gòn, em làm đủ chỗ á. Em làm bây giờ mới đặt chân. Hay kêu anh Phong, kêu anh Phong BVB, kêu anh Phong BVB nhận thằng này, nhận Phú này về mà Phong BVB làm tóc mẹ cho rồi nha. Sợ nó nhỏ quá, nó không dám đi ra đây chứ. Đúng không anh em? Kêu anh Phong BVB ra nhận mẹ. Anh Bô hỏi về Bình Định em giữ. Cảm ơn Quỳnh Khoa. Không anh. Cái gì? À, hình như là có một hai bạn qua rồi hay sao ấy. Tại vì mấy bạn là toàn là ở Quy Nhơn là chính à. Còn vào cái chỗ con bé này xa lắm, mấy chục cây. Đó. Mấy chục cây. Cảm ơn Bảo mày xinh đẹp. À, fan anh thì donate 5 cái trứng cho anh. Thằng nào tự tin là fan ruột của anh Khoa donate 5 cái trứng cho anh Khoa. Hay anh nhận tiền donate cho nó đi á. Thôi 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 thôi
Thôi anh em nào mà có ví dụ mà có đi cái qua cắt tóc cái thứ đồ gặp thì anh em ủng hộ nhiều ủng hộ, tôi không cầm đâu anh em ơi. Thôi, sợ lắm sợ lắm. Sợ lắm anh em ơi. Má trên sau kê nữa không, sau có một thời gian sau rồi có mấy cái thằng ở đâu mà nó trời hơi đắc khởi, nó không có đưa tiền nhưng mà nó bắt sau kê nữa phải à. Lúc tích cực làm thế nào để tiêu cực vậy anh vô? Những lúc tích cực thì làm thế nào để tiêu cực á? Bây giờ em donate cho anh, tự nhiên em mất một khoản tiền lớn, mày thấy bực mình trong người, mày thấy tiêu cực cơ, cuộc sống mày tiêu cực chưa? Tự nhiên mà trong một ngày mày mất khoảng 15 đến 20 triệu đi, không? Nó mày thấy tiêu cực chưa? Tiêu cực vãi cả luôn, không? Nên là nạp tiền vào Nemo donate cho anh, mày mất tiền cái cảm giác mày tiêu cực liền à. Dạ sir. Rambo ít thầy cháu ba là sao? Là sao nữa? Là sao nữa? Không xem giải PUBG anh em ơi. Tôi nói với anh em bao nhiêu lần rồi mà không xem giải PUBG. Quay tôi cho anh em xem clip Vuông Boy nè. Má nó vô Sài Gòn nó giỡn. Đây nè. Hay ghét lắm. Hay ghét lắm. Bỏ cho mày lên nè. Đó nè. Đi đâu rồi? Misa. Misa giỡn như Misa. Giỡn như Misa đây mà. Cười. Má nó cười giòn tan vậy chú ơi. Má nó cười giòn tan luôn các bạn. Cảm ơn JT, cảm ơn em rất nhiều. Má nó cười giòn tan vậy chú ơi. Ok em ơi, anh giảm lắm rồi nhá. Giờ này cũng hơi bận. Anh vào đi sinh nhật con xoài. Thấy ghét không? Vì sao không có được gơ? Mày lên nè. Hồi nãy vợ anh livestream TikTok xong rồi thằng boy nó quậy rồi vợ anh tắt livestream luôn á. Ơ thật hả? Dạo này lì lắm anh em ơi, dạo này lì lắm luôn. Dạo này lì bắt trước nha. Nó tôi là tôi hay quánh giỡn vợ tôi quánh đó, bình thường mà kiểu mà sáng mà vợ tôi mà không lấy đồ ăn cho tôi quánh chết chát vô đích. Tôi bảo nè ha, sáng là phải thức sớm lấy đồ ăn cho chồng, cái anh bắt trước theo anh quết cái bóp vô đích không, anh cũng chỉ mà anh kiểu hey, nói chuyện chưa ra tiếng cái này mà nói chuyện chưa ra tử, nói chuyện chưa ra chữ bắt trước anh tán vô đích mẹ nó bum vậy nè, xong rồi chỉ vậy đó. Cay quá liền rồi. Đây Spider-Man đây. Đó. Đó. Được của nó chưa? Hay ghét chưa? Có quay vlog cô a hát. Cái không, không quay vlog em ơi. Về mới quay. Hơn cha là nhà có phúc a ơi mặt cười. Xong rồi tự nhiên vợ tôi gửi cho tôi cái hình này là sao? Waiting for leg over stupid. Là cái đéo gì? Nó tự nhiên gửi vợ tôi gửi cho tôi cái hình này. Đó, này bà biết ăn bánh canh rồi mấy ông à. Đây cô Ngọc với lại em bé Boy, thằng này mới bị bay mới bị tay chân miệng xong hôm bữa là nó bị sốt, nó bị mệt trong người á, là tôi đưa nó đi khám là nó bị tay chân miệng không à, nhưng mà may mắn là cũng bị nhẹ thôi, vừa hết xong mày hai bên chân này nổi lên mấy cái cục, tội nghiệp vãi à liền thề. Tội nghiệp vãi à đái luôn. Đây là vợ tôi à, vợ yêu ơi. Trời ơi xỉu luôn á. Sao mà đỡ được cái mũi đẹp dữ vậy ta. Rosé đó. Được của nó đó. Còn cái gì này cho mấy ông xem được nữa không ta? Đây là cái gì vậy? Quầy chính gà tôi đeo kiến ở trong cũng ok la đó chứ. Vợ tôi là dạo này hay bắt tôi chụp hình gửi cho vợ tôi xem coi là tôi đang ở đâu. Đó, buổi trưa là tôi vợ tôi nhắn tin cho tôi hỏi là anh đang ở đâu vậy. Tôi bảo là anh đang đi chơi thiền. Xong rồi vợ tôi mới bảo là đâu, anh chụp hình cho em xem. Ơ kìa, mày 3 năm qua đâu có bao giờ như vậy đâu. Tự nhiên bây giờ mới bắt chụp hình gửi. À, 3 năm qua ví dụ mà tôi mà nói là tôi làm cái gì á là ok, vợ tôi ok là xong. Tự nhiên bây giờ bắt chụp hình gửi đang ở đâu anh em à. À, găng hay sao hết chứ. Đây là thằng Boy mặc đồ của mẹ nó mua nè. Thề mặc cái bộ đồ như trông như con gái ấy. Hả? Chắc có phát hiện gì mới ăn. Mặc cái bộ đồ trông như con gái ấy. Đè. Bộ đồ gọng thùng thình. Đúng không? Cụ Ti á. Hay ghét chưa?
Cái ghét giờ toàn còn cái gì cho mong xem được không ta? Này là gì? À đây cỡ là cái ốp lưng điện thoại mà của vợ tôi mới đặt cho tôi. Hay ghét thiệt chứ. Là chồng là cục nợ của đời em. Thượng đế đã sắp đặt kiếp này hai ta là phu thê. Em sẽ là cô dâu còn anh chính là chú rể. Ông nói với vợ là em chính là vợ là cục nợ đời anh, còn anh chính là chồng là cục nợ của đời em. Má này thấy ghét thiệt chứ, cái thằng bôi mập này. Thấy ghét lắm. Đó. Đây nè, chân nó bị nổi nè. Đó, đi dạo này là xưa, dạo này là buổi chiều là không có trên nhà, trên phòng chơi nữa. Xong là xuống dưới nhà hàng xóm chơi. Đó, xong là chơi với mấy đứa trong hàng xóm cũng ngang ngang tuổi của ảnh. Xong là người ta đang chơi đồ chơi, anh là anh giật anh chơi. Tôi chứng kiến người ta đang chơi đồ chơi, anh là anh giật anh chơi. Đó, anh giật anh chơi. Xong rồi người ta giật lại cái anh đấm người ta, đúng không? Anh đấm người ta đấm lại một cái. Xong rồi anh khóc. Anh khóc, anh vô anh mét mẹ. Đó đây nè, đấm nhau nè, trẻ con đấm nhau biết sao giờ. Má anh chơi mới chơi quạo thì chứ, đồ chơi của người ta má đang chơi anh là anh giật anh chơi. Xong người ta giật lại anh đấm người ta. Ồ, anh đấm người ta xong bị đấm lại cái anh khóc à. Anh vô anh mét mẹ. Chê. Thầy ghét thiệt chứ. Không biết đánh nhau á, sắp tới mà có em Ben ra nữa là biếu đi phù hình luôn. Đây là ai vậy trời? Còn đây là tôi tập gym. Ui. Đó, vợ tôi cũng hỏi là anh đang tập gym hả? Tôi bảo đúng rồi. Đâu, cái vợ tôi bảo là đâu, anh chụp em xem coi. Đấy, là tôi phải chụp hình để mà tôi gửi vợ tôi nữa. Uầy, tôi chụp được anh Ben hôm bữa này, đẹp trai vãi liền thề. À, anh Ben, anh gắn đúng đẹp trai luôn, từ từ nhá. Đâu rồi ta? Đây. Má đỉnh thiệt rồi chứ. Giữ không? Ui giời ơi, à cái hình như cho mấy ông xem rồi thì phải. Anh Ben mà hôm bữa đi quay cho sự kiện FC Online nè, đẹp trai vái à liền thề. Cái chứ. Được của nó đấy. Từ từ nha, để tôi coi có cái còn cái gì cho mấy ông xem đó. Mẹ tôi gửi cho tôi cái gì trời. Trời, đi nhậu hả? Ây da. Dạo này cũng ra gì đó chứ nhờ. À, mẹ tôi đi nhậu xong gửi hình cho tôi à. Ây da, mẹ tôi dạo này toàn mặc bộ lồ MLB ấy, mà lúc nào cũng mang tất như thế này. Tôi bảo là mẹ ơi, cái tất này khi nào là gọi là mẹ cái gì nữa đây? Cây thật. Ôi giời ơi. Mẹ tôi lúc đầu mà ra Hà Nội này chung với tôi á, đi máy bay á, mẹ tôi sợ mà. Lên trên máy bay là ngồi thở liên tục, mà tay mẹ tôi run như thế này nè. Ừ. Lần đầu đi máy bay á, còn bây giờ đi quen rồi. Quá là tin luôn á chứ. Trời, mẹ khoa phải tin chứ anh em. Đi nhậu rồi. Còn này là hồi nãy tôi đi chơi thiền xong tôi quay cho mẹ tôi xem. Má tướng anh Khoa băm mồm tụi bay. Tướng anh Khoa băm mồm tụi bay. Nè. Đâu, cái bộ đồ này á là tôi định tặng cho anh Độ. Nó, tôi mua mẹ đặt từ châu Âu về định tặng cho anh Độ. Tôi bảo là mà cái thằng ship đồ cho tôi á, tôi bảo là mà đặt size M, tại vì đồ người của anh Độ bé lắm. Về đến Việt Nam con mẹ mà size L nó rộng quá, rộng thùng thình như cái lu vậy thì làm sao mà mặc được. Nè, tôi mặc luôn. Đó, tôi mặc luôn, tôi đặt bộ khác cho anh Độ Messi. Đã bảo mắm đặt size L rồi, xong đặt về xe, ô đâu, bảo đặt size M, đặt về size L xong,
bạn ơi bạn lấy đỡ giùm tôi được không, chứ giờ bạn không lấy rồi cái tôi ôm bộ đồ này luôn đó. Giờ người ta nói vậy rồi sao hả anh em, mà tôi là một người mới, một người không lẽ tôi thấy vậy mình không lấy cũng kỳ đúng không? Nó có in đằng sau chữ sói lét tí luôn rồi, thì giờ mình không mua thì ai mua đúng không? Cho ôm luôn á thôi, dù gì cũng thân anh em à. Dạ sao có gì cho mấy ông xem nữa không nhỉ? Trời băng ánh sáng à, đây mẹ tôi đi ăn cơm tấm xà bì trưởng nè. Đó, đi ăn cơm tấm xà bì trưởng hay ghét chưa, hay ghét chưa, vượt cái chứ. Này là gì ta, này là gì? Khoái lắm, khoái lắm, khoái lắm. Đây đây, con đi chơi đây. Hướng ngoại, anh hướng ngoại. Thằng này hướng ngoại nè mà. Khoái, 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 khoái con nít lắm. Ai mà bạn nó gần gần bằng tuổi nó ai cũng chơi. Xong chạy lại đây nha liền. Mà anh ok lắm nha. Hôm mấy hôm bữa là có bạn qua nhà chơi, chơi dưới tầng nhà tôi á. Xong rồi đem xoài của mẹ nó bán nè, xong rồi đem khoai lang của mẹ nó bán nè ra cho các bạn ăn. Được của nó đấy, đúng không? Được của nó đấy. Khách tới nhà là phải lấy đồ ăn ra cho khách ăn chứ. Hả? Được phải như vậy chứ. Nên là anh em nào mà chưa có khoai lang với lại xoài sấy thì anh em có thể làm đặt qua Facebook Trần Ngọc Bảo Trân để có cho mình một bịch khoai lang với lại là xoài sấy nha anh em. Cảm ơn em quá nhiều nha. Ngoài giao tốt quá chứ. Còn gì để cho mấy ông xem nữa không nha. Đây đây đây, cái thằng bạn gần nhà đó này. Đây đây thằng này nè. Thằng bạn gần nhà đó đó. Hay ghét lắm. Bỏ qua. Bỏ qua, bỏ qua. Gì đây? Gì đây? Gì đây? Trời ơi, mấy cái nhà, ui, má này đó. Góc này nó giống ai nhờ? Góc này lại giống tôi nè, kiểu là nhìn không thẳng mặt lắm, mà nó nghiêng nghiêng qua bên trái một tí. À, góc này là giống tôi nè, đúng không anh em? Đẹp trai chứ trời. Má nhìn con mắt anh kìa. Thằng lỗ tai nó đã thiệt chứ. Phải vậy chứ, phải vậy chứ. Gì đây? Sáng mai tôi đi thi đấu giải cầu lông thành phố. Gì? Nên nghỉ một hôm nha các tình yêu. Hẹn các tình yêu vào sáng thứ ba. Có một người cha như anh Bô, chỉ sợ lớn lên boy học được cái tính chăm chỉ, cầu tiến. Nịnh dữ vậy ta, nịnh dữ vậy ta. Người ta nói là không giống lông thì cũng giống cánh, em hiểu không? Được của nó đấy. Ê, tôi chuẩn bị mà. Tôi chuẩn bị báo trên mà bầu trời cho anh em. Ê, tôi chuẩn bị má mua con su này nè. Con su này đặt từ tao bao về chính cũ. Đó, chạy bằng điện. Chuẩn bị tôi báo trên bầu trời cho anh em. Chơi mặt nước chán rồi, khoa sẽ báo trên bầu trời. Đó. Chính cũ. Su này, con su rồi, con su này đẹp vãi liền đấy. Con su này không chạy nha, mà chân trong nhà nó cũng đẹp anh em à. Đâu, chính cũ à. Bên tao bao, cái này Trung Quốc anh em à. Rất nổ máy nổ. Không, tôi trước khi mình chơi mình điều khiển cái này đúng không, thì mình trời không bay được đâu bro á. Hình như là tôi lên trên Bắc Ninh tôi chơi là trên đó có sân bay, thì từ đây mà lên Bắc Ninh là khoảng 1 tiếng đó. Chứ không có chơi bừa bãi anh em ơi. Lên trên chỗ Bắc Ninh đó là có một hội, một hội anh em chơi luôn cái thứ đồ nào này đó. Một hội trên Bắc Ninh á để mà chơi, lên đó chơi anh em mà, chứ không có bay bừa bãi. Trên đó là có sân, sân cái thứ đồ bay luôn. Nè 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 nè, má coi mấy cái thằng bắt lỗi chính tả nè. Nó tao bắt nè. Nó mà mấy thằng bắt lỗi chính tả là tao ban hết. Nói chung lịch stream cũng nhàn, tháng like tầm 10 ngày là đủ. Ê anh trai, anh trai, anh nói hơi bị sai rồi đó. Anh trai Sài Gòn phân tòm.
Một tháng có 30 ngày, tôi gym 24 ngày, còn 6 ngày để tôi dành thời gian cho bản thân không được hả anh trai? Hả? Giàu rồi, sắp mua đất nhà anh Độ Messi rồi. Giàu rồi, làm cái chó gì nữa đúng không anh Pha? Không, làm vì đam mê, nghĩ cái quà. 9 xẹt 12 thôi, thông cảm cho bô cha nha. Nhai cái này hoài nhảm vải cặt, like cho thằng Việt Anh. Dạ em xin lỗi, em mới comment câu này lần đầu, em không biết ạ. Để mặt quạo. Mẹ. Khó khăn quá nè, thằng này là hùa theo nè đúng không? Thằng này là hùa theo nè, mà để mặt quạo. Nó. Tôi xin lỗi rồi các bác à, thằng này á. Hùa theo là không được đúng không em? Gì vậy? Anh lớn đi Việt Lê Hoàng Quỳnh Chi là ai? Chù cha, mấy bạn nữ trong một group nhà khoa học là cũng ác phết đó chứ nhờ. Đây rồi, thời của tụi mày tới rồi, thời của tụi mày tới rồi còn gì nữa. Anh em tên chat nhà khoa học đâu? Thời của tụi mày tới nè. Tính ra là xinh xinh không á chứ. Được cái đó đấy. Để tao check kiếp coi, còn bé nào không? Gì? Hát lạng quạng là dính bầu phát nữa nà bô. Ơ kìa, anh Quỳnh Giam Binh Boy comment đó. Wow. Hát lạng quạng một hồi dính. Wow, anh Quỳnh Giam comment đó. Really? Wow, tụi mày thấy âm nhạc của anh Khoa là vương tầm thế giới. Đâu? Wow. Ủa, hát lạng quạng là dính bầu là clip nào? Hình như là clip cãi đây đúng không? Anh xin kia đi qua vội lắm ai ơi, cho anh thấy tình nồng chết bên em. Anh mình cưới nhau đi, hay là mình mình cưới thật nhau đi. Anh ơi làm gì mà để đó em ơi, hay là mình cưới nhau đi. Thế nào dạ em tính đi, hay là lên phường ta đi ký kết hôn. Ta yêu nhau bao lâu anh chẳng chẳng dám nữa đâu. Yêu thơ tới tầm này anh chẳng cái trái lắm lo. Lên mình xin kia đi qua vội lắm. Dính luôn á chứ. Ừ. Gì vậy? Thủ tục. Nói gì đó vô ghế vô. 5 triệu người xem. Đồ phát. Thủ tục. Nói gì đó vô ghế vô xã. Sao nhiều dữ vậy? Ui. Sao nhiều dữ vậy đi? Ừ, 5 triệu mắc xem nè, vãi cà liền thật. Đây tôi kéo cái cam ra tôi cho mấy ông xem nha. Đó, mâm thấy không? Mâm thấy không? Dạ, thế là mình phải phát triển thêm cái gọi là cái, phát triển thêm cái fanpage này chứ anh em. Nhiều mạnh tí á chứ. Hay là anh Trương Anh kiểu anh búp bẩn nha. Giống anh Trương Anh búp bẩn lắm. Để ông chạy chi tiêu KPI hàng tháng đi tôi trả lương cho ông ấy, nghi lắm. Đó, những clip hay như thế này thì không được triệu view. Chị ơi. Hả? Sao em tới đây? Bô nói gì với anh em kênh chat dơ giấy đi á? Đồ đéo có người yêu. Có tất cả mà không có người yêu thì cũng vứt. Có tất cả mà không có người yêu thì cũng vứt. Có tất cả mà không có người yêu cũng vứt. Có tất cả mà không có người yêu cũng vứt. Có tất cả mà không có người yêu cũng vứt. Có tất cả mà không có người yêu cũng vứt. Ok. Thì thằng kia nó bảo là mà nói cái gì dơ giấy với nó, tôi nói chứ mấy ní bị sao vậy. Thằng kia nó khiều, mấy ní chửi là cái chửi thằng kia chứ đừng có chửi tôi. Thằng kia là cái thằng gọi là châm ngồi vào lửa đúng không? Nó thằng kia là cái thằng đầu tiêu, còn tôi là tôi tiếp tay cho nó thôi. Chửi nó cái chửi cái thằng đồ nét chứ sao chửi tôi.